Lo buông tay khỏi lo chạy. Năm 0 55 cà chảo nha các bạn. Đầu mày đồng Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp, mấy đây 2 4 6 8 chảo, 55 em một cầu. Đồng này cài thả nước nha, 2 vụ. Bên đây như toàn là 2 vụ không à. Đấy, tạ kìa, tạ này là của tạ bánh giveaway này, để qua đu đít coi mới sướng. Coi nó cài đất, cái đất dây nè, cài dây xong rồi coi mới đã nè. Từ 50 55 trở lên là nó có cánh gió này nha các bạn, nhìn từ xa để phân biệt với 5310 thì dựa vô chỗ đó đó, chứ ngoại hình kích thước thì nó có một cỡ một à. Đất này thì quá khô rồi, ăn rồi đâu cũng cả tháng mấy rồi. Cánh trên này thì chưa có nước vô, cánh dưới thì nước lỉnh bỉnh rồi, cánh gần kinh quá. 50 55 động cơ John Deere 3029, 3 máy, piston 106 x 110, nó phúng này, công suất 55 mã lực. Thứ gì chịu nổi thứ này không, nó mấy cái này coi mới đã nè, để tí xíu mình đu đít. Cầu nhìn nó yếu ớt quá, 2 cầu nhìn lụp xỉ khỏi nói luôn. Wow, đủ đích. Đủ đích. Trời ơi, toàn đất cát không. Năm 0 55 Ấn Độ thì là cái dãy số series nó bắt đầu bằng chữ B phở nha các bạn, với chữ Y dài, là mấy con là sản xuất ở Ấn Độ không đó. Hoa đặc hoa khô à. Năm 0 55 này với 5 310 thì ở thị trường bên đây không có tụt bô. Thông số mình coi thì của mấy trang web thì nó xài thông số của mấy thị trường khác không à, thì người ta có tụt bô. Đồng này thì cài này thì cài theo nước rồi, nước cái này là nước nó nhảy không mà chứ nó không có bò nữa.
Dạ. Thẳng gan luôn, không bị tạt đầu phải không? Thôi ơi nó giận. Buông tay đường lăn điểm rồi đó. Cái bánh nó ngồi xuống mà nhìn lên là thấu thằng không địa đó. To nhìn đã. Mấy cài mình không có quan tâm kiểu dáng của nó đẹp xấu làm sao, miễn là cái bánh to bánh lớn là mình khoái à. Bắt đầu thấy nó bắt mắt rồi đó, thấy ok rồi đó. Dân điên thì tăng hồng này thì là xài nhiều, mấy dùng khác thì cũng có nhưng mà đa số là 530. Tăng hồng thì từ 530 trở lên là dòng nào cũng có, không tính mấy cái dòng khủng nha các bạn. Cao nhất là 50 5075 đời mới bây giờ đó, hàng mới đó. Còn hàng nghĩa địa theo như mình được biết thì có con 5615 dưới là 5715. Năm 30 thì lư đồng ít. Nhìn màu cầu thì nó ôm nhơm nhất à. Nhìn hai cầu là giống như nó lột xác, nó bự gấp đôi một cầu. Ở đôi khi nhìn nhìn hai cầu quen phải không, chỉ sang nhìn một cầu thấy nó cảm giác nó chán. Nó không phê. Con này vàng ngân ác. Ở đây màu vàng chỉ lên mua lặng là màu bạc rồi. Bạc sáng. Lo buông tay khỏi lo chạy. Kêu dạy chỉnh à. À gì bạn chỉnh cài sao chỉ mình nhớ, bạn chỉnh cài sao chỉ mình nhớ. Nó cái giờ đi kiếm đích nhìn không hiểu nhìn gì. Độ thì được hai hãng lớn là Yandere với New Holland. Còn mấy dòng nội địa nó thì nhiều dữ lắm. Mahindra, Wagai. Nó là hai hãng lớn, còn mấy hãng lon con khác này mình không biết.
Mahinga là cái dòng đó nó trâu bò lắm, nó xài cũng như đồ bỏ vậy đó. Mấy người Ấn Độ á, máy nào địa máy trong nước đó mà để đi bùng đi lầy thì thấy thằng Waga là nhiều nhất. SWARAG nha các bạn, G chứ không phải chữ Y. Nó có dính chút đỉnh thằng Pho là cái dòng Pho, dòng New Holland Pho đó. Cho nên New Holland cũng dễ gây nhầm lẫn là của Mỹ nha các bạn, nhưng mà nó là gốc của Hà Lan. Holland là Hòa Lan, Hà Lan đó. Còn ông John Deere này cũng chưa có tìm hiểu lịch sử của ông, quay thì nhiều, tìm hiểu chưa có nhiều. Mời không vui vậy. Ông chờ ông mua ông làm cho miền Tây TV buồn. Mùa này nó vậy đó. Đi 10 ngày là mưa hết 9 ngày. May mình đứng dưới vô, đường nào cũng chết. Cái gì nó úp nổi. Con cái chảo 17 mưa rồi, kèm nhèm ống kính rồi.